Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án 3 căn tại tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Diện tích từ 31 cho tới 32 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hướng nhà là hướng Đông Nam nha quý vị. Căn này Ngọc Ánh quay thì cái thông số của nó là 30,8 m và cái ngõ trước nhà là 2 m. Mặt tiền của ngôi nhà 3,6 m, rất là rộng mọi người nhá. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra tới đường ô tô 30 m mọi người ạ. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, cũng như từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 1,5 km, đi ra tới bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 1,2 km thôi nha quý vị. Đó, đây Ngọc Ánh đang đứng ở phần trước là phần mặt tiền của ngôi nhà. Thì phần mặt tiền của ngôi nhà toàn bộ ở đây ba căn chủ đầu tư đều ốp hết cái phần mặt tiền ở ngoài rồi mọi người ơi, ốp đá hết rồi, rất là đẹp. Căn nhà này rất là thoáng, vị trí thoáng đây, như quý vị có thể nhìn thấy đây, rất là thoáng, hướng Đông Nam thì rất là mát đó. Và cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Với căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 160 triệu từ quý chủ đầu tư, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị trong vòng 25 năm tối đa và 3 năm tối thiểu với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì về phần ngân hàng thì quý vị vui lòng gọi ngay cho Ngọc Ánh nha. Mời người theo em vào phía phần tầng 1 của ngôi nhà. Theo hiện trạng thì cái căn nhà này được hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt gần như là xong rồi. Riêng biệt nước sạch thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực thì là điện lực Hà Nội. Với căn nhà này cách với khu đô thị Đô Nghĩa, công viên âm nhạc nó khoảng tầm 500 tới 700 m mọi người nha. Được sở hữu toàn bộ những cái mà tiện ích nội khu của cái khu đô thị Đô Nghĩa. Đồng thời ở cái khu đô thị Đô Nghĩa thì nó có những cái dự án mà chắc hẳn quý vị nào cũng biết, đó là cái Solex View mọi người ạ. Thì ở đấy cái biệt thự các thứ ở đấy thì mọi người được hưởng những cái tiện ích mà sau này về đường xá cũng như cơ sở vật chất hạ tầng. Với cái căn nhà này đi ra chợ cũng rất là gần, trường học mầm non tiểu học có thể đi bộ quý vị nha. Tiếp theo vào phần chính của ngôi nhà thì trên video mọi người có thể nhìn thực tế phần gạch lát nền, chủ đầu tư thiết kế là gạch kích thước 60-60, vân đá màu trắng. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách. Thì ở đây này, ở đây chủ cái phần phòng khách này thì chủ đầu tư là làm hai cho mình hai bức tranh mọi người ạ. Nhưng đây nó chỉ là cái giấy dán tường, thực tế nó là cái giấy dán tường Hàn Quốc. Tuy nhiên thì về cái độ bền của nó cũng được sử dụng từ 5 cho tới 7 năm này, mọi người ạ. Và mọi người về thực ra thì nếu như mọi người có muốn thay đổi thì cũng rất là đơn giản. Có thể thay thế vào đấy là một bức tranh gia đình các thứ. Chìn trần phào thạch cao đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn này. Đây, trần phào thạch cao được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ rồi. Tầng 1 thì ngoài cái phần cửa chính còn một cái phần cửa sổ phụ ở bên cái ngách này nữa này, mở ra được rất là thoáng đó. Về cái phần cửa này cũng được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox 304, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như cái độ an ninh cho ngôi nhà. Phần phòng khách này chủ đầu tư có lắp đặt sẵn cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic nữa nha mọi người nha. Đó, ngoài ra một cái kệ vách CNC ngăn cách giữa cầu thang và cái phần phòng khách. Đó là cái về cái, đây là gọi là về cái phong thủy ý mọi người. Thì là thường thường hướng cầu thang là không ra cửa đấy. Thì ở đây là chủ đầu tư đã cố tình thiết kế một cái vách ngăn CNC ở đây cũng khá là hợp lý. Bởi vì cái diện tích của nó nhỏ, nó không phải quá lớn mọi người ạ. Nó chỉ 30 cho tới 31 m², thì cái công năng sử dụng nó không thể nào đảm bảo như mà mình tự mua đất mình tự xây. Với cái diện tích rộng phòng khách, phòng bếp riêng biệt các thứ được. Ở cái tầng 1 này thì thiết kế một phòng khách và một phòng bếp, thì đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Bởi vì sao ạ? Cái tủ bếp ở đây thiết kế cũng như là gần như là đầy đủ hết mọi cái công năng rồi. Những cái phụ kiện đi kèm của tủ bếp đều được lắp đặt đầy đủ và chất liệu inox 304 mọi người nha. Chậu rửa, vòi rửa đây, chậu rửa là chậu đúc. Chậu đúc 304 luôn mọi người nha. Vòi rửa cũng là inox 304. Mặt bếp thì là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp mọi người ơi. Đó. Chất liệu tủ bếp thì nó là cái tủ gỗ oan cường mọi người ạ, chống cong vênh mối mọt và bền bỉ với thời gian đấy. Cái tủ này cũng khá là bền đấy mọi người ạ. Ngoài ra cái phần bếp ở đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn là chủ đầu tư là ốp gạch kích thước 30-60 ở đây. Ốp gạch màu trắng,
cùng với cái tông màu sơn cùng với tông màu nhà khá hợp lý. Phần tầng 1 còn có một nhà vệ sinh phụ. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi và mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá granite. Như vậy với tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh review rất là chi tiết rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem với cái diện tích 31m² thiết kế như thế nào. Với tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế là một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Cái phòng ngủ tầng 2 đây, quý vị có thể nhìn thực tế là chủ đầu tư thiết kế hai cửa sổ, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó, cửa sổ thì đều được thiết kế hai lớp cửa mọi người nhá. Và với cái căn phòng ngủ này thì ở đây chủ đầu tư cũng thiết kế trần phào rồi là tranh. Đó, đèn ngủ, đèn led. Đèn led ngủ thông minh cũng như là trang trí. Và cái tầng 2 này thì thiết kế sàn gỗ. Đó. Sàn gỗ công nghiệp mọi người ạ. Cửa thông phòng đây được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cách ồn chống âm rất là tốt mọi người ạ. Và với cái chất liệu này thì nói thật với mọi người là nó bền bỉ hơn cả cửa gỗ luôn ý. Còn một phòng vệ sinh rất là rộng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, cửa thông gió này, bàn đá lavabo này. Đó, đều có hệ thống nước sử dụng rồi. Nói chung với cái ngôi nhà này chủ đầu tư đã dọn dẹp xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về ở, giá chào bán 2.160.000.000 đồng rất là hợp lý. Có hỗ trợ vay vốn cho quý vị nào có nhu cầu. Đường to, ngõ nông, nói chung là với cái vị trí này thì ok, đi ra khu đô thị, những cái tiện ích xung quanh. Từ vị trí căn nhà này đi tới trung tâm Yomon ở Đông nó khoảng tầm 3.5km thôi mọi người ạ. Rất là tiện. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên phía tầng 3 để ngắm thêm nhá. Tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Tuy nhiên với tầng 3 này thì chủ đầu tư làm giản đơn hơn một chút mọi người ạ. Đó là không làm sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch kích thước 60-60, cửa sổ hai bên. Và đấy, như mọi người có thể nhìn thấy, nó khá là thoáng rộng, hướng đông nam, đó, rất là mát. Căn phòng này cũng rất là rộng nha mọi người, căn phòng này nó cũng phải tầm được 20m², vuông vắn, dễ dàng kê đồ. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông này, Thanh Xuân, Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Lê Văn Lương, rất là ok, đi lại vô cùng thuận tiện. Và trên phía tầng 3 này đây, thì có thể nhìn thấy là cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài, không phải ở phía bên trong nữa nha mọi người. Đó, tuy nhiên thì cái công năng sử dụng là như nhau, đầy đủ. Đó. Lavabo bàn đá này, hệ thống sen tắm này, quạt này, rồi là hệ thống dây chờ bình tắm lạnh. Đây là phần tầng 3 rồi, mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước lên tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Đó. Và ở đây là cái phần phòng thờ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, tuy nhiên thì vẫn cứ thoải mái để mục đích hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Đó, trên tầng 4 này thì chủ đầu tư lát gạch kích thước 50-50 vân gỗ mọi người nha. Ngoài ra thì có thêm một cái phòng này nữa. Nói tóm lại là cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Quý vị có thể làm phòng ngủ, quý vị có thể làm phòng làm việc, hoặc là quý vị có thể làm phòng để đồ. Tùy mọi người thôi. Và phần cuối cùng đó là sân phơi. Đây chính là phần sân phơi mọi người. Ôi trời ơi, ra đây mới thấy thoáng mọi người ạ. Đi vào trong những cái căn nhà kia chưa có đồ nên là nói nó rất là vang mọi người ơi. Đây là phần khu vực để máy giặt. Đó. Và quý vị ơi, với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh review đã từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Hướng nhà thì là hướng đông nam, diện tích là 30.8m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, vị trí thì nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng gọi điện ngay cho anh theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì ủng hộ em bằng nhấn vào nút like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những vị khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.